nỗi khổ của người thành triệu phú trong một đêm. Cuộc sống của Greister thay đổi từ khi ông biết rằng chiếc chăn cũ kỹ từ những năm 1800 trong tủ đồ của mình trị giá tới 1,5 triệu USD. Một ngày giữa tháng 6 2012, Lauren Greister bước vào một căn phòng đấu giá ở California, tay trắng và thất nghiệp, chỉ sống nhờ các khoản trợ cấp tàn tật. Hơn một phút sau, ông bước ra và trở thành triệu phú. Cuộc sống của Greister thay đổi từ khi ông biết rằng chiếc chăn cũ kỹ từ những năm 1800 trong tủ đồ của mình trị giá tới 1,5 triệu USD. Từ người mất một chân sau một tai nạn xe, phải sống trong một túp lều ở California, ông giờ đã ở trong căn nhà trị giá 250.000 USD. Việc bán chiếc chăn đã cho tôi một cuộc sống mới, Greister cho biết. Dù vậy, nó cũng mang đến cho ông nhiều rắc rối không ngờ, như về thuế và gia đình. Trên CNBC, ông đã tiết lộ những vấn đề lớn nhất mình gặp phải khi đột nhiên giàu có. Kể cả khi đã được chuyên gia tài chính tư vấn và chuẩn bị tinh thần, Greister vẫn sốc khi chứng kiến số tiền bốc hơi nhanh chóng. Nó không giống cách đây 40 năm hay 50 năm trước nào. Nếu tôi có 1 triệu USD 50 năm trước, giờ tôi đã giàu rồi, giàu thực sự ấy, ông nói. Sau khi nhận tiền đấu giá và mua hai căn nhà mới ở California, Greister mất tới 10.000 USD mỗi năm tiền bảo hiểm và thuế bất động sản. Khi không còn khoản trợ cấp tàn tật, Greister phải tính chuyện chuyển tới nơi nào có chi phí sinh hoạt thấp hơn. Ở đây thuế cao quá, tôi không trả nổi. Tôi là người California, lớn lên ở đây, nhưng không làm việc thì rất khó tồn tại, ông cho biết. Vì thế, hai vợ chồng Greister đã cân nhắc bán nhà và chuyển tới Idaho để giảm gánh nặng về thuế. Một vấn đề khác là các thành viên trong gia đình. Ngay sau tin đấu giá, ông nhận được cuộc gọi từ họ hàng khắp nơi hỏi chia phần. Vì chuyện này mà ông thường xuyên đau đầu, đến nỗi phải ở khách sạn 5 ngày để tránh sức ép. Chị gái ông thậm chí còn kiện ông để đòi một phần tiền từ chiếc chăn của gia đình. Mọi người liên tục gọi cho tôi, cả những người hàng năm rồi không gặp hoặc không nói chuyện bao giờ. Anh có tiền và họ như thể là phần của tôi đâu, ông cho biết. Greister cũng khó giải thích với các con rằng số tiền 1,3 triệu USD đã trừ các khoản chi phí, không có nghĩa chúng muốn mua gì cũng được. Khi mới có tiền tôi cũng giúp đỡ chúng, nhưng giờ tôi không làm được như thế nữa. Còn chúng thì như thể bố có hàng triệu đô la cơ mà, bố ích kỷ quá, ông nói. Dù vậy, cuộc sống của ông cũng có nhiều mặt sáng. Ông chi tiêu khá thông minh, đổ tiền vào bất động sản, cổ phiếu, chứng khoán và thi thoảng tự thưởng cho bản thân những điều mà trước đây không dám. Ông đã đưa vợ mới, Lisa và ba con gái đi du thuyền đến Mexico nghỉ trăng mật. Ông cũng mua một chiếc ô tô mới cách đây vài năm. Tôi chưa bao giờ có thứ như thế này trước đây. Tôi luôn muốn có một chiếc xe đẹp, ông nói. Nhìn chung, tiền bạc không làm thay đổi con người Greister. Ông cho biết cuộc sống của mình chỉ dễ dàng hơn một chút nhờ cuộc đấu giá. Tôi nói với mọi người rằng tất cả những gì mình đã trải qua là nhờ sự trung thành và ý chí mạnh mẽ. Không có chúng, bạn sẽ chẳng làm được gì cả, ông kết luận. Nhiều loại dưa, bưởi độc lần đầu xuất hiện trên thị trường Tết. Năm nay, ngoài bưởi hồ lô, dưa thỏi vàng truyền thống thì còn có nhiều loại trái cây độc mới lạ khác như bưởi hồ lô đồng tiền thỏi vàng, bưởi thỏi vàng, dưa thần tài tí hon. Như mọi năm, bưởi hồ lô và dưa thỏi vàng vẫn là hai mặt hàng chủ lực của các tiểu thương chuyên kinh doanh trái cây độc mùa Tết tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, năm nay lại xuất hiện nhiều sản phẩm mới tinh trên thị trường. Cụ thể, dưa thần tài tí hon lần đầu xuất hiện trên thị trường. Sản phẩm này được tạo hình từ loại dưa hoàng kim ở tỉnh Long An và Vĩnh Long. Mỗi cặp dưa thần tài tí hon được bán với giá 500.000 đồng một cặp, mỗi quả chỉ nặng từ 300 đến 400 gram. Bưởi hồ lô đồng tiền thỏi vàng cũng là sản phẩm rất mới trong dịp Tết Nguyên đán. Giá mỗi cặp bưởi hồ lô đồng tiền thỏi vàng là 2 triệu đồng. Phía trên mỗi quả bưởi hồ lô được in chữ lộc đẹp mắt và phía dưới in hình thỏi vàng. Ngoài ra, bưởi thỏi vàng cũng là sản phẩm lạ mắt và tạo hình kỳ công trong năm nay. Giá mỗi cặp bưởi thỏi vàng cũng không hề rẻ, lên tới 3 triệu đồng một cặp. Cũng như những năm trước, bưởi hồ lô và dưa hấu thỏi vàng vẫn là hai sản phẩm được người dân lựa chọn nhiều nhất trong dịp Tết. Giá bưởi hồ lô và dưa hấu thỏi vàng dao động từ 1,3 đến 3,5 triệu đồng một cặp. Cụ thể, bưởi hồ lô loại VIP giá 1,9 triệu đồng một cặp, bưởi hồ lô loại đặc biệt giá 1,6 triệu đồng một cặp và bưởi hồ lô loại 1 giá 1,3 triệu đồng một cặp, dưa hấu thỏi vàng loại 1 giá 3,5 triệu đồng một cặp và loại 2 có giá 2,5 triệu đồng một cặp. Anh Nguyễn Đăng, chủ một cửa hàng trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú cho biết, dịp Tết năm nay anh nhập 350 cặp bưởi hồ lô từ các tỉnh miền Tây về bán.
Tính đến ngày 9 tháng 2, 24 tháng Chạp, thì cửa hàng anh Đăng đã bán hơn 300 cặp do khách đặt sớm từ vài tháng trước. Bưởi thỏi vàng giá 3 triệu đồng một cặp mà tôi nhập về 10 cặp đã bán hết sạch. Bưởi hồ lô đồng tiền thỏi vàng thì chỉ có 4 cặp duy nhất cũng đã theo khách về nhà hết, anh Đăng nói. Chị Trâm Anh, một người kinh doanh trái cây độc nhiều năm ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, năm nay chị Trâm Anh cũng nhập về 80 cặp dưa thỏi vàng nhưng khách đã lấy hết 60 cặp. Riêng dưa thần tài tí hon thì chỉ có 20 cặp. Những năm trước không có dưa thần tài tí hon này đâu, năm nay là lần đầu tiên tạo hình thành công và đẹp được như vậy đó. Nông dân chào hàng cả trăm cặp nhưng chỉ lấy được vài chục cặp thôi, chị Trâm Anh nói. Anh Nhân, một khách hàng tại quận Tân Phú nhận định, anh đã mua những loại trái cây độc suốt 3 năm. Nhìn chung, năm nay bưởi và dưa không nhiều như những năm trước nhưng chất lượng quả đẹp thì hơn mọi năm. Anh Nhân đã mua một cặp dưa thỏi vàng với giá 3,5 triệu đồng. Theo nhiều tiểu thương ở quận Tân Phú, quận Tân Bình và quận 3, thì năm nay họ đã chấp nhận mua của nông dân giá cao hơn bình thường để lựa được hàng đẹp cho khách. Lý do dẫn đến việc này là vì nhiều khách hàng khó tính hơn trước. Khách hàng muốn chất lượng quả phải thật hoàn hảo, quả phải to, chữ in rõ ràng, cuống lá cũng phải tươi đẹp. Chính vì vậy chúng tôi phải săn khắp nơi mới gom đủ hàng, một tiểu thương chia sẻ. Phong tục thú vị ở những nước đón Tết cổ truyền giống Việt Nam. Không chỉ người dân Việt Nam hiện tại, người dân ở nhiều nước cũng đang tất bật để chuẩn bị cho cái Tết cổ truyền sắp tới. Bhutan. Cũng giống như Tết cổ truyền ở Việt Nam, Tết Losar là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của đất nước Bhutan và được tổ chức rất long trọng theo âm lịch. Tết Losar diễn ra trong vòng 15 ngày và 3 ngày đầu tiên của năm mới được xem là quan trọng nhất đối với người dân Bhutan. Vào ngày cuối cùng của năm cũ, các gia đình Bhutan đều tất bật dọn dẹp nhà cửa và dâng lên bàn thờ tổ tiên nhiều thực phẩm và hoa quả để tạ ơn thần linh và tổ tiên đã ban tặng cho họ cuộc sống ấm no trong năm cũ. Tất nhiên trong dịp này, ở Bhutan cũng có rất nhiều lễ hội thú vị. Mông Cổ. Tết âm lịch ở Mông Cổ còn được gọi bằng rất nhiều cái tên khác nhau như Tết Phô Mai, tiệc Ni Cát Lạc, nhưng phổ biến hơn vẫn là Bạch Tiết. Cũng chính vì tên gọi đó nên Tết âm lịch ở Mông Cổ được đặc trưng với sắc trắng thuần khiết. Theo quan niệm của người Mông Cổ, màu trắng sẽ là màu sắc đem lại sự may mắn, cát tường cho những người dân địa phương trong năm mới. Trong những ngày đầu năm mới này, người Mông Cổ thường mặc đồ trắng và họ mời nhau sữa trắng, tặng đồ trắng, kèm theo lời chúc mừng tân xuân. Vào thời khắc chuyển giao năm mới, người Mông Cổ thường tụ tập uống trà. Phong tục thưởng trà vào đêm giao thừa thường được tổ chức khá công phu. Món ăn truyền thống được dùng trong dịp lễ Tết này thường là các món ăn làm từ sữa, bánh bút, thịt cừu, thịt bò hay sữa dê. Cơm được ăn kèm với sữa đông, nho khô hay thịt cừu nướng. Trên bàn ăn ngày đầu của năm, người Mông Cổ bao giờ cũng có mì vằn thắn và sủi cảo, du nhập từ phong tục ăn uống từ người Hán. Trung Quốc. Tết cổ truyền ở Trung Quốc là những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Bởi vậy trong những ngày này, người Trung Quốc có rất nhiều phong tục và món ăn nhằm hy vọng sẽ mang sự may mắn đến cho gia đình trong cả năm. Một trong những phong tục phổ biến nhất là người dân Trung Quốc trang trí nhà bằng cách treo những câu đối đỏ, đèn lồng đỏ, dán giấy đỏ và đốt pháo để mong muốn có một cái Tết vui vẻ, một năm mới an lành. Ngoài ra, phong tục trao phong bì đỏ tiền lì xì vẫn được duy trì. Hầu hết trẻ em đang đi học đều nhận được tiền lì xì vào những ngày đầu năm mới. Ẩm thực ngày Tết của người Trung Quốc, trong đó không thể thiếu các loại bánh cầu may như bánh tổ, được làm từ gạo nếp loại tốt, cùng với đường và một chút gừng tươi. Sở dĩ như vậy là bởi mọi người mong ước các thành viên trong gia đình luôn gắn bó với nhau đúng như ý nghĩa của tên loại bánh này. Hồng Kông. Tết cổ truyền ở Hồng Kông là sự pha trộn giữa nền văn hóa truyền thống phương Đông với nét văn hóa phóng khoáng mới mẻ của phương Tây. Ngày Tết tại Hồng Kông khá nhộn nhịp và vui vẻ với ba lễ hội đặc trưng cho văn hóa nước này, đó là lễ hội hoa chào năm mới, lễ hội pháo hoa và lễ hội đua ngựa đầu xuân. Lễ hội hoa thường được tổ chức từ khoảng ngày 25 đến ngày 30 Tết. Tại đây có rất nhiều loài hoa được bày bán với những ý nghĩa tượng trưng khác nhau. Lễ hội pháo hoa rực rỡ sắc màu sẽ diễn ra tại cảng Victoria giữa khu Wan Chai và khu Sim Sa Sui trong những ngày đầu tiên của năm mới. Lễ hội đua ngựa đầu xuân, theo tín ngưỡng của người Hồng Kông, sự may mắn và hạnh phúc sẽ đến với bạn nếu bạn đến xem và đặt cược cho con ngựa yêu thích của mình trong lễ hội này. Tất nhiên trong dịp Tết, người dân Hồng Kông cũng không quên những hoạt động truyền thống như lau dọn nhà cửa sạch sẽ, trang trí giấy đỏ, trẻ em thì được lì xì, người lớn chúc tụng nhau một năm mới hạnh phúc, cả gia đình quây quần thưởng thức các món ăn truyền thống. Hàn Quốc. Seola
Tết truyền thống của người Hàn Quốc, Tết âm lịch, ngày 1 tháng 1 trong âm lịch, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Hàn Quốc. Xeo la thường kéo dài trong 3 ngày, ngày mùng 30 Tết, ngày mùng 1 Tết và ngày mùng 2 Tết. Vào dịp này, những ai ở xa gia đình đều thu xếp công việc để trở về quê nhà thăm gia đình họ hàng. Đối với người Hàn Quốc, xeo la mang một ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều so với đơn thuần chỉ là một ngày đánh dấu cho sự khởi đầu của năm mới. Trong thời điểm Tết, người Hàn Quốc thường mặc những bộ hanbok, trang phục truyền thống đẹp mắt, hành lễ trước tổ tiên hoặc chơi trò chơi dân gian, ăn những món ăn truyền thống ngon lành, ngồi nghe kể chuyện và chuyện trò thâu đêm. Người Hàn Quốc cũng thường uống trà vào dịp Tết như trà thơm cam íp ướp lá cây hồng, trà se gang ướp gừng, cà kép chi a ướp quế, trà insam trộn với sâm. Đặc biệt nhất là trà Omiza chỉ có ở Hàn Quốc, có đủ 5 vị ngọt, chua, mặn, cay và đắng. Triều Tiên. Trước kia, người Triều Tiên đón Tết vào tháng 10 và tháng 11, gần đây mới chuyển dần sang mùng 1 tháng Giêng âm lịch. Đêm 30 Tết, các gia đình quét dọn trong nhà ngoài hiên, treo tranh Tết, làm cơm Tết. Sáng sớm ngày mùng 1, mọi người dậy sớm, chỉnh chu quần áo đón Tết, quây quần bên người ông cao tuổi nhất trong nhà để tổ chức nghi lễ cha ri, lễ tạ ơn gia tiên. Sau đó bề trên đáp lễ bằng việc mời cơm Tết. Cả nhà sẽ cùng nhau dùng tóc cúc, món ăn được làm từ nước cơm với bánh gạo và đậu xanh. Tóc cúc có nghĩa là tăng xuân. Người Triều Tiên tin rằng vào ngày đầu tiên của năm mới, nếu dùng một bát tóc cúc thì họ sẽ được thêm một tuổi nữa, bởi họ quan niệm khi họ thêm một tuổi là khi hết năm cũ, chứ không phải sau ngày sinh nhật như những người khác. Món ăn không thể thiếu trong dịp Tết của người Triều Tiên đó là món cơm thuốc. Để chế biến món này, người ta đem gạo nếp hấp qua, rồi trộn với mật ong, hạt dẻ, táo, nhân hạt tùng, mỡ, tương rồi hấp chín. Người Triều Tiên từ xa xưa đã coi mật là thuốc nên đã gọi loại cơm này là cơm thuốc. Loại cơm này dùng để đãi khách và cúng tổ tiên. Người Triều Tiên quan niệm ăn loại cơm này vào đầu năm mới thì cả năm sẽ được sống sung túc và ngọt ngào. Singapore. Dù là một trong những đất nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực châu Á, nhưng người Singapore vẫn rất coi trọng việc vui đón Tết Nguyên đán âm lịch cổ truyền. Trong dịp này, ở Singapore sẽ diễn ra rất nhiều sự kiện nổi bật. Lễ hội Hoa Đăng, lễ hội Singapore River Hongbao và lễ hội đường phố Chingay cùng nhiều hoạt động khác. Vào dịp này, người dân Singapore đi du xuân với nhiều hoạt động khác nhau như đến các đền chùa để lễ thần Phật xin lộc đầu năm và cả năm mới, hoặc vãn cảnh ở các vườn hoa, công viên, khu di tích, danh thắng văn hóa hoặc các khu vui chơi giải trí trong cả nước. Bên cạnh đó, sẽ có những buổi trình diễn ẩm thực các món ăn truyền thống, cuộc thi viết thư pháp và những trò chơi vui nhộn hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.